Ê, coi thử nè, bên này nè, bên này nè. Cơm no áo ấm, bác thần phù hộ, mưa thuận gió hòa, bốn phương bình an. Đại hội dưa heo chính thức bắt đầu. Dương Nhị Nương, bà tới chi vậy? Không, ta muốn mua thịt heo để làm bánh bao thôi. Ê, mua thịt heo về làm bánh bao hả? Coi bộ ra chợ mua lẹ hơn á. Dương Nhị Nương, giết người rồi. Không cần phải vậy, hôm Dung Dị Nương mua thịt heo thôi cô làm quá rồi đó. Hí thôi chưa mù. Hả? Mà không thấy chúng định giết huynh sao? Ủa trời. Ê, sao rồi, có sao không? Thật ra ở đây có chuyện gì vậy? Đừng có hỏi nhiều nữa, núp sau lưng ta đi về yêu quán mau lên. Chạy mau. Lần này phóng một lúc quá trời nhiều, có phải là tung tuyệt chiêu cuối không vậy? Cứu tà giới, ta không dám nữa. Cứu tà giới, cứu tà giới, ta không dám nữa đâu. Sao lại là Quynh? Sao lại là Quynh chứ? Có người muốn giết ta. Trùng hợp vậy, cũng có người muốn giết ta kìa. Đừng có nói nhiều nữa, mau chạy về hướng đông đi. Được chứ, chạy về hướng tây đi. Bên này đông người hơn cha nội ơi. Vậy phải tính làm sao bây giờ? Đứng lại, ngươi còn chạy. Đứng lại, ngươi còn chạy sao? Tuột ám luôn. Đứng lại, chạy đi đâu nữa? Để coi ngươi trốn đi đâu. Ngươi là ai vậy? Bấm nút biến đi. Ngươi là ai chứ? Ngươi cút đi cho ta. Bọn chúng là của ta. Giọng điệu cũng hùng hồ lắm. Ngươi biến đi. Ta làm được rồi. Hay sao? Biến đi. Muốn chết sao? Ngươi muốn chết hả? Ai da, trời ơi. Dương Nhị Nương, bà nghe tao nói chẳng qua là có mấy miếng thịt heo thôi, bà đâu cần khủng bố cực đoan giống như IS vậy chứ. Tuyệt đối đừng làm vậy. Nếu bà tha cho ta, ta dùng thân này để báo đáp được không? Thứ ta muốn chính là con heo nhà ngươi đó. Cũng may là ta tới kịp. Ta không quỵt chết rồi. Ê, sao hôm nay tất cả mọi người đều muốn giết ta vậy? Đi thôi, nói nhiều làm gì. Ê, Trung Nguyên, cô không sao chứ? Không có sao, đừng lo. Hắn không phải ta, là hắn. Hả? Ta đã nói bà ta là sát thủ mà. Quynh đã giết hả? Tình hình khẩn cấp, ta cũng đã hết cách rồi. Ê mà khoan đợi đã. Người bán bánh bao này muốn giết ta, sau đó Lưu Đại Cường cũng là sát thủ, hắn cũng muốn giết ta luôn. Ê, không phải, Quynh hiểu lầm rồi. Tên Lưu Đại Cường này muốn giết ta. Hả? Phải rồi, ta còn muốn giết hắn đó. Tại sao vậy? Hắn vốn không đi tìm Lưu Đại Cường đòi nợ, hại ta bị hắn đập cho một trận tơi bời. Hôm nay ta chưa xong với Quynh đâu. Được rồi, đừng nhảm nữa. Về y quán, ta cần được sơ cứu. Đúng, sơ cứu ha. Rồi, đi. Đợi đã. Hả? Có cảm giác Quynh quên gì thì phải. Thôi bỏ đi. Vậy lẽ còn coi chung kết rắp việc nữa. Ê, các người đâu mất tiêu hết trơn rồi? Trò chơi chưa kết thúc hả? Ta đói quá trời đất luôn á nha. Các người ăn gì chưa? Mau thả ta ra đi chứ. Đừng cứ động mạnh nghe. Không sao đâu. Từ từ đi.
Tại sao huynh không đánh bà ta xỉu đi chứ? Ta nói với cô rồi, khi đó tình hình khẩn cấp. Ngày hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vừa nhìn là biết có mưu tính trước. Ngồi yên coi. Bây giờ huynh trừ khử bà ta chết không đối chức. Huynh hài lòng chưa? Sao hả? Bây giờ có nghi ngờ ta? Ta đâu có dám. Chỉ là cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng huynh đâu, nhưng lại xuất hiện vào ngay lúc này. Có dám nói ra thử hôm nay huynh đã đi đâu không? Ta không nói được. Không tin tưởng ta? Cô cũng đâu tin tưởng ta. Thôi đánh nhau hư độ hết. Cha, cuối cùng cũng chịu về rồi. Tiền thuốc men Lưu Đại Cường nợ đòi lại được chưa? An An, muội coi ta bị đánh ra nông nỗi này giống như đòi được rồi sao? Cái gì? Ta đã phái Dương Triệu Vũ đi rồi, tại sao còn bị đánh thành như vậy? Hắn vốn dĩ là không có tới chỗ đó. Hắn nói một đằng là một nẻo, muội phải dạy dỗ hắn mới được. Huynh được lắm, ta kêu huynh đi đòi nợ, huynh lại đi trốn việc hả? Nói hôm nay đi đâu rồi, không thành thật khai ra ta trừ một tháng lương. Lúc ta tới đòi nợ, đúng lúc Lưu Đại Cường vắng nhà, nhưng vợ của hắn đang thông gian với người khác. Lúc ta dự định rời đi, vừa hay Lưu Đại Cường trở về nhà. Mấy người đặt mình là người khác coi, nó đổ là mấy người sao làm gì? Vậy chắc chắn là nổi trận lôi đình rồi. Đúng vậy, Lưu Đại Cường một lòng muốn giết chết tên gian phù đó. Sao nỡ đòi nợ ngay lúc đó được chứ? À cũng đúng, nói có lý lắm. Có lý con khỉ á, huynh võ công cao vậy, huynh còn sợ hắn sao? Trời ơi, không thể nói như vậy được. Chúng ta tới đó đòi nợ đâu phải là xã hội đen, dù sao cũng phải suy xét tâm trạng của người ta. Nhưng mà bây giờ đã bắt gian xong rồi, có thể đi đòi lần nữa được chứ? An An, huynh không thể nói như vậy được. Vậy ta chịu trận đòn quan uổng hả? Dĩ nhiên không để huynh chịu đòn quan. An An, muội đúng là cô gái vừa ân cần lại còn dịu dàng chu đáo. Không đòi được tiền thuốc men, còn phải dùng nhiều thuốc như vậy, đừng nói nữa, trừ gấp đôi vào lương của huynh đi. Triệu Bố Y, hôm nay huynh đúng là xui. Dễ thôi. Hôm nay trên đường trở về đây, ta đã nghe hai người họ nói bây giờ bên ngoài đâu đâu cũng là sát thủ, hình như là nhắm vào huynh đúng không? Cái gì? Muốn giết Chu ca ca? Tại sao chứ? Tại sao bọn họ lại muốn giết Chu ca ca? Chúng tôi cũng không rõ. Với tình hình trước mắt thì không giống như Đông Sưởng và Tây Sưởng. Cô có phải Cẩm Y Vệ và Ngự Lâm Quân? Ta có đánh nhau với tụi nó, võ công cũng cao cường, còn là các môn phái khác nhau, binh khí sử dụng cũng khác nhau. Theo ta thấy chắc không phải là người của triều đình. Hây da, Chu huynh thấy chưa? Ta đã nói với huynh từ lâu, bình thường phải làm việc thiện nhiều một chút, tích đức nhiều một chút, huynh lại không chịu nghe. Giờ thì hay rồi, khắp nơi đều là người muốn giết huynh kìa. Ta thì không sao, giết An An mới sợ. Ủa mà nay đại chính sổ số mấy? Nên lo cho cái thân bánh bèo của huynh trước đi. Khi không tham gia đại hội giết heo làm gì? Bây giờ đúng là đại hội giết Chu luôn rồi kìa. Ôi dồi, mục tiêu của mấy người đó lại là Chu huynh hả? Chắc là sẽ không lạm sát vô tội chứ. Triều huynh à, huynh nghĩ vậy thật hả? Không phải chứ, ta không có muốn chết đâu. An An, ta còn chưa khui thùng nữa. Huynh nói cái gì vậy hả? Mau đi đi, đừng ở đây nói nhảm nữa. Ta không sợ chết, có chết ta cũng phải chết chung với Chu ca ca. Ôi trời ơi, nói bậy nói bạ, ăn mắm ăn muối à. Chẳng phải là bây giờ không có chuyện hay sao chứ? Chưa kể là hôm nay ta cũng chỉ bị ám sát có chừng ba lần thôi đúng không Châu Nguyên? Ba lần, ngây thơ vừa phải thôi. Ê, hồi xưa ta học toán cũng được 2-3 điểm chứ bộ, coi thường ta dữ à. Ai, ta lo lạng vậy, thiệt không biết là tốt hay không tốt nữa đây. Nghe đây tên Hí, lần đầu tiên là ở sạp bánh bao. Bánh bao này nhiêu tiền vậy? 5 lượng. 5 lượng hả? Bộ mà điên hả? Thích mua thì mua. Ủa cái lớn này bao nhiêu tiền vậy? Có 5 văn tiền à. Trời ơi, bự vậy mà có 5 văn tiền, chắc chắn phải lấy cái lớn rồi, lấy một cái đi. Ây cha, thơm dữ luôn. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm. Nhưng
Từ từ để kêu cô Nan nhập tan cái đã. À, tức là đầu tiên ta mua một cái bánh bao vừa lớn vừa rẻ, rồi suýt chút nữa mất mạng. Sau đó đạo diễn mới thả một con heo ra để đỡ giúp ta một đòn chí mạng, nếu không ta lại chết lần thứ hai. Tiếp đó chính là tên ném phi tiêu muốn giết ta mà không được, ta lại suýt chết lần thứ ba. Rồi tiếp đó là cái tiệm mai giá, tiếp đó là tiệm phấn son, nói chung là ta mém chết mấy lần. Đúng vậy. Nếu như cô đã biết trước, tại sao không ngay lập tức đưa cô đấy trở về nhà hả? Đúng đó, nếu Chu ca ca có xảy ra chuyện gì không hay, ta sẽ thành quá phụ rồi sao? Chỉ là trốn thôi có ích gì đâu. Ta cũng đang muốn mau chóng làm rõ thực ra có chuyện gì đây. Khó khăn lắm mới có kẻ tìm tới, bị hắn ta xử tử rồi. Nói vậy là cô còn nghi ngờ ta? Đúng rồi, hồi nãy huynh ấy phóng cái bà kia nằm đóng đó, cứu ta mà. Thôi được rồi, khoan tranh luận chuyện này. Vẫn còn có một người vô cùng đáng nghi nữa. Dạ, đúng rồi, dạ. Nói đi, người đội nón trùm đó thực ra là ai? Ai biết đâu, ra hỏi đoàn phim đi. Lẽ nào huynh không biết thật sao? Cứ phải bắt ta nói ra cái tên Trần Mộ Thi. Cái gì? Cha! Cô nhìn thấy cha ta? Cha ta ở đâu? Còn đây không? Cha ơi! Cha ơi! Cha! Cha ơi! Cha đang ở đâu? Cha! Bớt cái mỏ lại, hồi sáng giờ hát karaoke hàng xóm chửi chưa đủ hả? Tới rồi. Tại sao lại là cô? Người ta nhớ huynh mà. Thôi bỏ đi, người ta đâu phải sát thủ. Vậy thì cũng chưa biết. Bây giờ người bán bánh bao ngoài cửa cũng là sát thủ, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nếu cô ấy muốn giết Chu Nhất Long thật, sao không dùng cách làm bình thường như vậy? Chắc chắn nghĩ ra mấy chiêu hèn mọn hơn nhiều. Vẫn là Dương Triệu Vũ hiểu ta nhất. Mà khoan, huynh nói ai hèn mọn hả? Cô tới đây làm gì? Nửa đêm rồi còn lén lút như vậy. Lẽ nào chuyện ngày hôm nay là Cẩm Y Vệ các người đã giở trò? Tất nhiên là không phải, Cẩm Y Vệ bọn ta bận rộn lắm á. Hôm nay ta tới là để giúp đỡ. Thôi khỏi cần, cảm ơn. Bọn ta có thể tự giải quyết, đừng lo chuyện bao đồng. Trời, giọng điệu hùng hồn quá, xích nữa thổi bay ta rồi. Giống dĩ ta có nhiều tin tình báo muốn chia sẻ với các ngươi chút. Nhưng mà ai ngờ các ngươi không muốn, vậy thì thôi ta đành phải để nó thối rửa trong bụng. Ê, đợi đã. Nói ra nghe thử coi, cô tin tình báo gì? Vừa rồi kêu ta đừng có quản chuyện bao đồng mà. Giờ sao? Bây giờ muốn biết rồi hả? Nhưng giờ ta không thèm nói. Cô muốn biết hả? Vậy cầu xin ta đi. Mà không, cầu xin thôi chưa có được. Cô còn phải cho ta chút lợi lộc gì nữa. Để ta nghĩ coi, muốn lợi lộc. Cô... Lợi lộc này đủ rồi đó chứ. Nếu như vẫn còn chưa đủ thì còn có thể đổi sang bên khác. Bỏ đi. Quỳnh có lợi nhất luôn rồi. Mấy người nghĩ đi ha. Đám người đuổi giết mấy người hồi nãy á, có đặc điểm chung gì? Có, bọn chúng đều thần bí khó dò, mai phục vô cùng bí ẩn. Và còn là hương thân quen biết. Ta xém chết mà còn không biết gì hết trơn mà. Hơn nữa nha, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Cô coi, hắn đánh ta. Ôi xin trời ơi. Đông người, kỹ thuật kém, một đám ô hợp. Vậy là có kết luận rồi. Trên giang hồ có thể chơi trò này không phải chỉ có một người sao? Ai? Bạch Hiểu Sinh. Bạch Hiểu Sinh, một trong thập đại cao thủ Đồng Chu Hội, hành tung quỷ dị, lạnh lùng cao quý. Nghe nói trước đây chưa ai thấy bộ mặt thật của hắn, hành động trước nay chưa từng tự ra tay, sở trường chiến thuật biển người. Khoan đã, sao chuyện gì hắn cũng biết vậy trời? Cô bớt hỏi vài câu đi, đã quên hắn họ gì rồi hả? Trời ơi, chỉ nghe nói cháu đậu xanh, cháu gạo tím, cháu bát bảo, cháu đồng. Cháu đồng là gì? Ây da, An An, vậy là muội không biết rồi. Có câu á, thảnh thơi cùng người thưởng sắc xuân, tiên nữ lên thuyền ngắm chiều buông. Ta nghĩ Đồng Chu Hội này chắc chắn là do một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết sáng lập giống như ta với muội vậy á. Nào vừa nói xong chưa?
Ta nghe nhắc tới cái tên Đồng Chu này, lập tức tâm tư như phiêu bồng, phút chốc đã nghĩ tới câu chuyện khác liền, giống như ta với cô. Giảm đã xong chưa? Xong rồi đó, xong rồi, mấy người từ từ nói. Cái tên bà tiểu sinh đó trước đây là người tính toán sổ sách, về sau không biết tại sao đổi sang làm sát thủ. Đâu phải làm sát thủ nộp đơn vô là được. Nên mới nói bây giờ khó tìm việc biết bao nhiêu. Làm một sát thủ cũng dành bể đầu luôn á. Đúng là tiền khó tìm, đồ thừa thì khó nuốt. Ta thấy mọi người vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nghe nói là người đó đã làm nhiệm vụ 10 năm trước nay chưa từng thất bại. Cũng không biết hắn học đâu ra, một người tính toán sổ sách võ công sao cao cường vậy được chứ. Cứ tới gặp mặt là biết ngay thôi. Sao có cảm giác Quynh không sợ chút nào vậy? Có gì đâu mà sợ chứ. Đứng hay nằm đều là chết, chỉ khác là ta chết hay là hắn chết mà thôi. Nè nè, bậy, nói bậy quá. Ai tự rủa mình vậy chứ? Ta nói Quynh biết, Quynh không được xảy ra chuyện gì. Nếu không ta sẽ... Ta... Wow. Ta còn có chút chuyện. Ta đi trước ha. Quên còn đứng đực mặt ra làm gì? Gì nữa? Củi trẻ rồi, thuốc sắt rồi, nước đổ rồi, muốn làm gì? Mau đuổi theo đi. Quynh bị đần độn hay sao vậy? Đi đi, không đuổi kịp đừng có trở về nha. Người nên có mặt đều có mặt rồi. Hôm nay ta có chuyện muốn tuyên bố. Từ nay trở đi, ta chính thức bổ nhiệm Triệu Bố Y làm đại phu đứng đầu khám bệnh ở Thiên Hòa Y Quán. Hả? Ta An An à, tốt quá rồi. Cuối cùng mụ đã phát hiện ra tài hoa của ta. Vậy thì không phải. Chẳng qua ta chỉ lo lắng an toàn của Chu ca ca. Vậy có nghĩa là ta làm bia đỡ đạn hả? Sao hả? Quynh có ý kiến gì? Quynh làm hay không làm? Coi chừng ta trừ lương. Ta làm vậy được chưa? Nhưng ta chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi. Sau này mụi á, mụi đừng có hở một chút là đòi trừ lương của ta được không? Chút vốn lấy vợ của ta sắp bị mụi trừ sạch luôn rồi kìa. Đợi Quynh tìm được vợ rồi mới tính đi. Được rồi, tranh thủ đi làm việc mau. Còn phần cô, an toàn của Chu ca ca xin nhờ ở cô rồi. Cô đừng nghĩ nhiều nha. Ta vậy cũng là hết cách rồi. Chỉ có cô biết võ công. Ta cảnh cáo cô dám có tình ý gì với Chu ca ca, coi chừng ta trừ lương của cô. Cảm ơn cô. Cô là người tốt. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm. Sao đây? Tìm ta có chuyện gì? Làm gì có chứ. Vậy nửa đêm nửa hôm một mình Quynh tới đây làm chi? Ta chỉ muốn cảm ơn cô cung cấp tình báo thôi. Ta chỉ muốn nói với cô lần này, cô đừng can dự vào, tránh càng xa càng tốt đi. Thì ra là Quynh lo cho người ta, sợ người ta bị liên lụy, đúng không? Ta chơi cô vướng tay vướng chân thôi. Trời ơi, cứ thừa nhận lại đi. Thật ra trong lòng Quynh rất quan tâm người ta, có đúng không? Đúng không? Quynh đừng có chết quần cứng miệng nữa. Tự mình đa tình thôi. Ta mệt rồi, cô đi đi. Ê, người ta còn chuyện quan trọng chưa nói xong. Ta muốn chia sẻ một số tình báo với Quynh. Không cần đâu. Ta nắm được điểm yếu chí mạng của Bạch Hiểu Sinh. Mới nói không cần mà. Cô có nói hay không? Hay là vậy đi, chúng ta trao đổi điều kiện đi ha. Trao đổi thế nào? Ta cung cấp tình báo, Quynh phải... hôn người ta. Đi về ngủ hay hơn. Ê, khoan. Ê,
thiệt tình. Bỏ đi, tha cho huynh á. Hay là như vậy, ta cung cấp tình báo, tới lúc bắt được người thì sẽ là công của cả mấy vệ ta, để ta còn kiếm chút tiền xài nữa. Cô làm gì tỏ ra cần tiền quá vậy, không biết mệt hả? Trên đời này tiền là quan trọng nhất, ai mà không cần tiền chứ. Bạch Hiểu Sinh đó làm nhiều chuyện ác, đông xưởng tây xưởng các người bắt lâu vậy mà cũng không bắt được. Cuối cùng ta dẫn về rồi, chắc chắn hoàng thượng sẽ rất vui mừng. Vậy cũng phải bắt được trước rồi nói chứ. Wow, nói vậy thì huynh đồng ý rồi hả? Ta chỉ lo sống chết của tên tiểu tử đó, còn những chuyện khác ta không quan tâm. Quyết định vậy đi. Muốn vô thì vô đi, đứng ngoài đó làm gì, không thấy chán sao? Người gì đâu thấy cưng gì cũng biết. Chuyện làng chết thương sao rồi? Quen rồi, chấp hành nhiệm vụ mà, có làm sao? À, phải rồi, ta có đem cho cô một ít thuốc trị thương. Nhớ là mỗi ngày phải đắp lên ha, mỗi ngày đắp 2 lần, ban ngày đắp miếng trắng không có buồn ngủ, còn ban đêm á thì đắp cái miếng đen này vô, tối nằm mơ thấy ta dễ ngủ dữ lắm. Ừ, biết rồi, để đó đi. À, sao vậy, muốn về hả? Hả, không có gì đâu. Cô làm bên tây xưởng được bao lâu rồi? Hỏi làm gì? Đâu có gì, tại đạo diễn kêu vô diễn cảnh này thì vô diễn thôi. Nếu tính từ lúc ta chấp hành nhiệm vụ lần đầu tiên thì đã được 8 năm. 8 năm rồi hả? Vậy cô làm đặc vụ thời gian cũng dài, bị thương được nhiều lần rồi? Ai mà đếm chuyện này. Có điều cũng tạm ổn, vết thương nguy hiểm tới tính mạng cũng chỉ có 20 mấy lần. Còn vết thương kiểu này thì quá nhiều rồi, đâu có nhớ nổi. 20 mấy lần luôn hả? Sao vậy? Vậy ông ấy tụi mình bàn bạc chuyện này được không? Gì nữa? Chuyện là bây giờ ta biết thời khắc rất nguy hiểm, nhưng mà chúng ta có thể nào sau khi giải quyết chuyện này xong hết đó thì cô giải nghệ được không? Hả? Nhưng tại sao? Thì ai biết tại sao đâu, cô nghĩ đi. Một cô gái ngày ngày đánh nhau chém giết, tổn thương gân cốt, chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy xót rồi, đau lòng dữ lắm. Ở với lại thiên hạ thiếu gì nghề mà làm đâu, chỉ có mỗi cái nghề này tự nhiên đi làm này chứ còn rất nhiều việc. Thí dụ cô có thể dịch giải nè, rồi còn còn gì ta, nếu như quá thật không có gì làm, cô cứ tới y quán phụ giúp tay là được rồi, đâu có gì đâu. Thôi giùm đi, mấy việc đó ta đâu có biết làm. Mà chưa kể ta không có thu nhập, huynh nuôi ta nha. Được chứ, ta nuôi cô có sao đâu. Nuôi ta biết mà. Huynh có tật dê nhưng cũng tốt. Nhưng thôi đi không được đâu. Sao là không được chứ? Bởi vì đây là nhiệm vụ của ta, đây là số mệnh của ta. Số mệnh cái gì mà số mệnh? Cô đâu có nợ giang hồ Hải Phòng đâu mà sợ không có tiền trả lãi. Người khác giết cô giết người khác là số mệnh sao? Không lẽ ta cứ phải chống mắt lên nhìn người khác tới tìm giết cô? Vậy thì đừng có nhìn làm gì. Ai bắt huynh nhìn đâu? Ta cũng không biết. Ta chỉ là một đại phu, ta chỉ có thể mỗi ngày đi chữa bệnh cứu người thôi. Cho dù trên phố chó mèo bị thương, ta cũng không để nó chết, huống chi là cô hiểu không? Thôi đi được rồi, mấy chuyện này cũng không phải chuyện chúng ta có quyền quyết định. Nhưng mà ta có thể hứa với huynh, từ nay ta sẽ sống thiệt tốt, sẽ bớt mặc đồ hở ngực nữa. Thấy cưng quá. Thôi vậy ốp cảnh đi. Ra gặp đạo diễn lấy tiền đi ăn cơm, đói bụng quá.
đi lấy thuốc theo đơn này nha. Vậy ta yên tâm rồi, cảm ơn đại phu nha. Ta đưa ông đi lấy thuốc. Hay da. Cho hỏi đại phu họ Chu có đây không? Gần đây Chu huynh bị giang mai nổi giải ngứa, đang ở phía sau dưỡng bệnh. Huynh cần giúp đỡ chuyện gì ta đều có thể thay thế. Tới y quán tìm đại phu dĩ nhiên là để khám bệnh. Hả? Khám bệnh hả? Vậy là huynh tìm đúng người rồi. Triệu bố y ta là đại phu đứng đầu thiên hòa y quán này đó. Nói câu này rất là hay nha. Nếu muốn sống dài lâu đi tìm lão Triệu mau. Nếu muốn khỏi bệnh nhanh để lão Triệu bắt mạch. Để ta bắt mạch cho. Bên này ngươi không có khám nổi đâu, chỉ có đại phu họ Chu mới được. Hây da, cái tên thư sinh này giờ là huynh coi thường ta có đúng không? Hôm nay ta phải dành mối làm ăn này, nhất định phải bắt mạch chứng trị cho huynh. Hay là vậy, nếu ta không khám ra bệnh, ta trả tiền cho huynh, vậy được chưa? Chuyện này là tâm bệnh. Tâm bệnh? Tâm bệnh thì dễ quá, chữa kiểu gì cũng không chết được. Mà nói cho ta nghe thử, triệu chứng của ngươi đã sao? 7.000 lượng. Vậy nghĩa là sao? 7.000 lượng là tiền Chu đại phu nợ ta. Nếu như Triệu đại phu muốn gánh vác thay, vậy số tiền này... Không. Đại ca, quá thật là tiểu đệ đây không biết. Ta nói huynh nghe nè, quán có đầu nợ có chủ, giết người đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Ngồi đi, mau ngồi xuống đi. Huynh đợi một lát nha, ta sẽ đi tìm tên Chu Nhất Long thiếu nợ huynh về đây ngay lập tức. Đợi chút. Phim được dịch và đề phòng bức trắng tại ai kiểm tra độc đã. Ủa bên Tây Xưởng kiểm tra độc vậy hả? Có phương án dự phòng không? Không vấn đề gì, huynh có thể yên tâm ăn rồi. Đây là cách làm đặc biệt của Tây Xưởng, vẻ ngoài đẹp đẽ không dễ bị phát hiện, vừa kiểm tra độc vừa để phòng thân, đừng có coi thường nó, cứu ta mấy mạng rồi. Ăn đi. Ui, mấy mạng rồi, đợi đã. Vậy trên đó có còn sót độc lại không vậy? Ta không ăn nữa. Khùng quá đi. Tây Xưởng bọn ta thiếu gì tiền, mấy thứ này hả? Chỉ dùng một lần xài xong bỏ. Vậy cũng đâu thể mỗi lần mà cô thấy ta ăn là cứ ngồi chọt khều tới khều lui mấy món này được. Ai mà ăn nổi, không ăn dẹp. Huynh chê bai ta sao? Đồ ăn thôi chứ cô ta thèm muốn chết. Huynh không ăn thì thôi. Ăn. Chu Nhất Long, huynh là đồ khốn. Làm gì vậy? Tuy là ta để huynh một mình khám bệnh có hơi vất vả, nhưng mà lượng bệnh nhân tới y quán này cũng đâu có làm huynh mệt được, thấy đang tan gái. Ta khinh. Ai nói chuyện đó với huynh chứ? Hả? Huynh có phải là huynh lại ra ngoài ăn chơi cờ bạc rồi không? Ăn chơi cờ bạc? Huynh bị điên ha? Ta điên rồi. Ta nói cho huynh biết, chủ nợ đã đứng chắn ngoài cửa chửi bới rồi kìa. Huynh đã làm gì hả? 7.000 lượng đó. 7.000 lượng, huynh có thể ăn thịt rồng, uống thuốc tiên, cược vàng thỏi. Chơi, huynh chơi cái kiểu gì mà chơi hết 7.000 lượng đó hả? 7.000 lượng? Nghe nổi gai ốc luôn. Trời ơi, Chu ca ca, huynh làm trò gì vậy? Sao huynh nợ người ta 7.000 lượng? Có phải huynh lại ra ngoài ăn chơi cờ bạc không? Chu Nhất Long ta đâu có ăn chơi cờ bạc gì chứ. Cho dù ta có đi bia ôm đi massage nhiều một chút, nhưng mà đâu có mượn giang hồ Hải Phòng đâu mà bị nợ tới 7.000 lượng dữ vậy. Ta làm sao biết được? Có phải huynh ra ngoài ăn thịt rồng, uống thuốc tiên, cược vàng thỏi, bao sugar baby không? Hế, đúng. An, ta cũng nói vậy luôn đó. Mà đúng là thông minh, lanh lợi. Huynh, ngươi chính là Chu đại phu? Đúng vậy. Huynh nói ta mượn huynh 7.000 lượng đó hả? Thật ra không chỉ có một mình ngươi. Trời, không nói sớm hết hồn hết vía. Ê, cũng đâu đúng. Ta vốn đâu có quen biết huynh, huynh tìm ta làm gì, có phải nhận lầm người rồi không? Không thể nào mà tìm lầm ngươi. Ở đây còn nhớ rất rõ ràng rành mạch. Ngoài ngươi ra còn có hai người đứng sau nữa. Hả? Ba người threesome sao? Ê, vậy là ăn chơi kiểu gì hả? Còn chơi threesome nữa. Bạch Hiếu Sinh. Ê, đúng là có quen rồi. Đợi đã, hình như ta đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi á.